đi đánh rồi anh em hổng rồi cứ hỏi cái chỗ của quán Lại Lý Huynh không biết đường, giờ mình chỉ đường nha. Đây là D10 này nha. Đó, đây là D10 nè, khu dân cư Chánh Nghĩa D10 đó, kế bên khách sạn Long Bảo Châu nè, khách sạn Long Bảo Châu nè. Đó, quẹo vô cái bên khách sạn Long Bảo Châu là tới nha. Đó, vô đây. Xe hơi không nè, độ đại gia quýnh cờ mà. Anh em nào tới đây là có kèo quýnh độ đủ thứ hết nha. Ông Tầm ông Anh ở đây nè, có thêm anh này nè, kèo độ nè. Đó, quá trời à. Tay chân độ đầy đủ hết nè, thấy không? Đó, xe nè, đó. Đó. Anh em nào tới có giỏng nằm ủng hộ giao lưu nha, có giỏng đồ luôn nha, cơm nước phục vụ tại chỗ luôn nha. Rồi ok, bây giờ mình quay trận đấu của Phước Bất Động Sản Kim Quanh đánh với Tí Tây Hồ. Rồi ok. Kèo chấp một tiên 10 phút 4 phút nha anh em. Quýnh tính tính bàn để đựng chung tiền nha, chút kết thúc là chung nha, nha Phước, chung người ta thấy kỳ. Cha mấy cho mấy cái đi, như tiền. 50.000 bán 20.000 đi. Thật không? Cam này cam gì? Cam đường đi. À, bán có đường mang vô tiểu đường chích cha luôn. Con tè rồi. Dạ đúng không? Ăn đỡ buồn. Con cam tí. Phước. Hai. Để quấn. Mang cái. Cái đi. Cái này ăn chơi với con Phước. Con của anh đó. Vợ của anh đúng không? Con đó là của anh đúng không? Đây bắt đúng không? Bắt đi. Của anh đó, của anh không á. Cúc mới gửi tiền Quang đi, đặt luôn cho. Không, 3 ngày anh đưa tiền anh gửi trước giùm luôn, quan trọng là có lấy hay không. Đặt luôn đi. Đặt luôn rồi. Đặt luôn rồi. Đặt luôn rồi.
Vậy anh chịu đưa 700 thôi. Là đưa không thôi. Như 700 thôi, lại 300 thôi. Nó bán rẻ cho không chịu mua. Mua 700 bán 1 triệu, không chịu mua, mua lại 700 à. Tùy à. Hả? Ừ. Ngày nổ, mày bị nấu ngày nổ. Ở mua 700 nghỉ đó. Chúng ta mua mắt. Cái để quay thôi chứ không có chức năng gì hết. Cái này cái giá nãy điện thoại quay à. Chắc rồi. Chắc rồi. Nó rung. Tức chắc. Mua mấy cái giá này nó yếu. Mấy mẹ ở đây là mua 4 cây rồi đó. Hoàng mua nè. Phước mua em đi nè. Gì đó ghế. Gì đó nay mới dám nghỉ được ngày nghỉ hưu này. Cấp mỗi bằng 5 nó quýnh trong việc dán 5 bàn đâu quá việc xanh mang luôn. Không anh nó bước ơi.
ông anh đã bước. Ông anh đã bước rồi. Ông anh đó. Không hả? Thấy không? Ông mua 723.000. Đưa thêm 23.000 nữa. Ok, đi. Nó nói rồi, họ mua 723.000 tôi bo. Sao thấy nó hôm bữa tôi mua đợt trước á là cả 690.000 à. Bo cho nó 50 luôn đi. Bo cho thằng ship á. À. Đây. Bo cho nó luôn. Hổng tôi mua 723.000 tôi bo nó 28.000 nữa mà. Thấy không? À. Con anh đó. Mày hồn cao hả mày? Cao lắm. Tí quấn tả mã bà già đó, anh đài đó. Sáng về quấn tả mã bà già. Chịu rồi. Ai? Không được. Cái gì lên là mày ngon đó. Ai thử đi. Nè giò đi cà phớ. Thank you.
tướng nó có nhiều đường. Không có nhiều đường ăn chứ. Tướng nó nhiều đường, nó nhiều đường thôi. Không định đẩy người lại. Nhớ lên rồi cái xe
Để ta. Đâu mày thấy là tiền công, mày gói tiền công đó, hiểu không? Ừ, ta. Ờ, ta. Xuống đây nó hô vậy, xuống xe nó hô tự nhiên vô chứ. Xuống đây vô thôi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Đớp, đớp. Hạt quá rồi. Đã mình dẫn ngơi chứ, đúng không? Mình ăn kia mình bắn rồi. Đúng rồi. Sợ lắm. Quay bản quyền của huynh phải không? Mày còn không? Chứ mày nó còn không? Rồi mà. Để không? Rồi. Mẹ nó. Rồi. Rồi.
Ơi, cậu không chuẩn bị rồi mà cứ vậy hoài. Công ty này có dự án nào mới không? Mới bán Tân Nguyên xong. Tân Nguyên khu Nam Tân Nguyên hả? Khu Văn Nguyên. Hết khu đó luôn hả? Bao nhiêu nè? Bao nhiêu nè? Được một là ngàn nền, được hai là mấy á. Trong giờ được ba là còn lốc cuối cùng á. 60 nền bán trong vòng một ngày. Tiền đó bán nhiêu nè? Phần 900 tiền thôi. Đi, ba bàn ha. Có sổ đỏ rồi. Có sổ đỏ luôn á. Có sổ đỏ là ngon á. Có sổ đỏ luôn rồi. Có à, không hả? À, hứa nữa cha. Thì bán xong hết rồi. Giờ có mua lại. Không, mới sáng tạo người này luôn á. Không biết yếu hả mình, nhưng mà mới cái gì ra. Biết yếu hả mình. Yeah.
ngày nữa. Cây này về quay gì? Mua cây này về quay gì? Em có cái máy chụp hình. Cây này để máy chụp hình ngon. Đâu dễ rồi. Mẹ thì cũng đi tầm bay tầm bạ. Vô đây là chết xe luôn á. Nấp pháo vô đây là chết xe luôn. Thâm bí luôn. Chạy không lo chạy tối ngày nó lo thâm bí luôn à. Nghe cho tôi đúng không? Đấy, đó. Đó, bỏ xe đó, bỏ xe đó. Đấy, bà không mất xe phải lo chạy xe đi. Ờ, có gì đâu không? Nãy giờ cũng giận chưa ra tay, rồi bây giờ cũng ra tay, giờ cũng làm nè, làm luôn hết luôn rồi, chặt chẽ luôn. Phát minh đó đó bậy đó, bỏ xe ha, phải xe ha, cái này phải xe ha, à phải, rồi sao phải xe, như tôi phải xe ha. Mày đi vậy đi. Chưa muốn ra tay là hết tùm lum hết trơn. Đâm đi làm tưởng tượng luôn. Đâm đi. Đó, nó tưởng tượng luôn á. Trời ơi, đâu mà chạy không? Thắng quá. Chiếu ăn pháo đầu kìa, tôi chiếu ăn pháo đầu kìa, chiếu ăn pháo đầu kìa. Không, bởi vậy tôi nói. Chạy không? Pháo đầu chạy không, nghe sao? Quýnh mấy cái lên dĩa rồi, mới phát minh rồi. Mới phát minh ra, đỡ đi. Bỏ quân lũ cũ luôn. Đây. Nghĩ làm gì? Bỏ tượng không bỏ ngựa luôn ăn đi. Quýnh vô thẳng trên giữa kìa, quýnh vô tung tâm kìa. Mới phát minh. Dặn lên, để tôi dặn lên. Đó, cái này là phải phát minh rồi. Đó, bắt xe tôi nữa đó, thấy bắt xe tôi rõ đó. Đó. Cái gì vậy? Sao? Nói ngồi luôn. Phát minh.
đi đấy, đi Phúc Minh. À, mới Phúc Minh thôi. Minh. Đó, này gì đây? Bắt đầu sao? Này cũng bác sĩ. Đó nha. Chạy xe ra đâm luôn, tôi hứa đâm luôn. Rồi vậy là mình bỏ rồi đó, cái vụ này bậy nè, hồi nãy tôi nói anh chạy tôi nói anh lên xe là anh bậy mà anh chạy. Rồi, mới Quốc Minh, mới Quốc Minh, mới Quốc Minh là tôi quấy tèo rồi, mới Quốc Minh rồi, đừng có Quốc Minh, đừng có Quốc Minh gì chứ chấp dẫn tôi là không được, đúng không? Mới Quốc Minh rồi không? Rồi, đi 23 đúng không? 23 gì nữa đi? Ai? Cũng chưa phát minh nữa. Ai? Ở nước này lên đây là phát minh nữa. Rồi, nó bỏ luôn nào, phát minh rồi nữa đấy. Đấy, phát minh. Đó. Thà vậy đó là hay á, cái đó là đi đó nó là cao á. Cao á. Cao. Mình á. Mình đó là được, cái đó là hay á, cái đó là hay. Đó là đúng cuộn đó. Đó đi là đúng cuộn đó. Chết.
Mới quát mình. Rồi quát mình. Rồi. Mới quát mình. Quýnh là hết mình liền à. Cái tên của mày là cao dân dân mà mày đâu mày nói mày nó cài. Mày là tên cao dân dân mày không? Mày hiểu không? Mày hiểu cao dân dân. Đúng luôn. Mình. Tên của mày mà mày không biết nữa là không? Bỏ đi. Mày là quát mình chưa? Mày tên gì? Tao hỏi tao trả lời. Quýnh nhỉ, quýnh nhỉ, đó, 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 đó. Rồi. Làm cho anh nói không làm đâu, thiệt luôn á. Anh nói gì đi, anh tưởng anh nói là anh giật đó, anh giật năng cái vòng của ngựa đó. Rồi anh đâm chốt xuống nữa, chứ nói chuyện đâu, nói vậy đâm chốt dí vô đầu nữa. Nói gì đi, nói anh ăn xăm mà. Ờ, đó là vậy đó, là được đó, anh ăn nhà con. Nói ra tôi không sợ anh hả? Chiếu ăn xe này đã, chiếu đã. Rồi, đó. Mấy con mình đó. Anh chiếu ăn xe, đã nói anh chiếu nè, chiếu anh đã ăn xe đây nè. Anh nói mà. Cái gì anh nói thiệt, anh nói đi, cứ nói anh là anh tí ăn xe mà anh tí không nói à. Đúng không? Anh phải nói cho con biết chứ. Nói vậy anh đã nói rồi, anh nói không nói đâu. Muốn ăn thì cho anh ăn. Nhưng mà anh phải nói cưng một tiếng đúng không? Dặn anh phải nói cưng một tiếng cho người ăn xe nhưng phải nói cưng một tiếng. Gọi là vấn đề lịch sự mà hiểu không? Rồi, gì đây? Chết cha đồ bỏ xe đồ đi xe cưng đó nha, chứ không phải là anh bỏ đâu nha, có bậy 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 đi anh đang thí xe đó. Thank you.
tôi hoài, không biết đường đâu tôi trả lời. Yeah.